Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Chào cả nhà cái chú Mỹ. Chào. Bữa nay mình với ông ba mình với chú Mỹ đi bắt ếch nữa nha cả nhà. Đi săn nữa rồi coi đổi hướng bên kia thôi coi có ếch có gắn chuột gì không nha. Rồi mời cả nhà cùng theo chân mình nha cả nhà. Dài theo mé bờ đê này giống hãm luôn nha cả nhà, kiếm hai con đạo luôn. Ba mình mới phát hiện ra cái hang này cả nhà. Đó. Ở bà. Ở bà cả nhà ơi. Này bạc khỏe ha. Chuột luôn nữa kìa. Thập đầu luôn, bỏ luôn. Này bỏ vô cho mấy con cỏ. Đập được nè, hai bán mừng lắm á. Mỹ mình mới đầu được hang chạy quá chạy ra lúa người ta luôn rồi cả nhà. Chàng không? Mệt. Chạy. Chỗ nào? Chỗ nào? Bên đây hả? Mày bán gì không giá đúng không? Mới bắt được con nữa nha cả nhà. Nháy nháy nó mấy con cháu còn ngon hết nữa. Còn nhấp trên. Bắt con nháy là luôn nha cả nhà. Ê, rồi. Ơi. Mới rồi, nháy rồi. Rồi luôn chạy. Lạng đã chưa? Từ đừng mua. Bắt mấy nháy này mai mình làm chuyện nha cả nhà. Mai đi mình quay giúp săn nó chạy xem. Mấy ơi, quá chị nhảy ở đây nè. Thôi. Đâu còn hoài á. Đóng như này nè. Ẩm thiệt chứ. Nè, nè. Nè. Bắt đứa cháu luôn. Thấy còn nhiều lắm ơi, đang con nè. Okay.
hái bắt cái nhái này luôn. Con nữa hả? Ê, ra luôn rồi. Hang này hai con nữa nha. Rồi còn nào nữa không? Không, làm hang ba con mà. Còn khác. Quá hàng hết rồi cả nhà. Quá vàng rồi cả nhà ơi. Cua với con ếch nè cả nhà. Này cả nhà.
nhà bữa nay đào được nãy giờ cũng ký ớt rồi, ta ký quá nè, ngon ghê không? Ồ rồi ớt nhái luôn cả nhà ơi. Nhái cái này ớt nhái hơi bị nhiều cả nhà, thèm không? Ăn bằng bữa trước mà cũng được. Bây giờ mình chuyển hướng qua bên phía bên đây, mình đi đào ở đây thử nha cả nhà. Bên kia hồi nãy đào cũng có mà nó ít hang quá. Vậy cái ớt chuối này cả nhà. Giấu chỗ nào mới được chứ, đây con ác đi ngắn lụm chết nữa. Cái thằng này bắt được cua cả nhà. Nhưng mà lụm nghe cả nhà ơi, nãy giờ đi. Quá. Wow. Con này bự. Nhưng mà nắng rồi chứ. Len như hai tới rồi cả nhà ơi. Mấy cả nhà ơi. Nhìn đến không? Được. Rồi bên đây hang, bên đây hang trên này phải không? Ừ, ở hang phía trên này này hả? Đó đó đó, rồi hang bên đây nè hả? Ừ. Ê, rồi xong rồi, quá trận hết bẩn rồi. Ừ lẹ rồi, lũi rồi, lụm mày ở nhà hết hồn hết ông nội ơi. vô đây ít cụ không cả nhà ơi. Ừ, lớn cũng dặn nè cả nhà. Ghê. Không luôn. Láng. Chín luôn cả nhà. Cua. Vậy. Cua. À, trời ơi, nó tổ mẹ của ta. Trời ơi, nó hết dằn nín gì vậy. Nó không cua làm nè. Ông làm hết hồn hoài. Đơn giản hả mất. Sơ sơ cái tới liền hả? Thank you.
chú Dương mình sắp bắp chuối chút mình làm ớt nhúng nấu cơm mẻ vậy cả nhà. Chuối mới hái tả kìa. Quá. Nhưng bên này ếch cũng nhỏ nhỏ gì không, không bự gì nữa nha. Nó ếch còn cành cành thấy sao cũng không nhiều. Có hành lên đấy, hành đi con ơi. Rửa cho sạch. Thôi, khỏi sạch. Không, không ăn cái rửa. Không ăn, không ăn, ăn chua này. Làm xong rồi nha cả nhà, mình cắt làm hai em xào sơ nó cái ngon quá thôi. Tối sao sáng chưa ăn, không chưa ăn mà. Đó xả.
Quay mạnh lên. Nhát rồi. Đi đâu rồi? Quay từ ra giữ đi, là cái đồ đứng cái này trong này nè. Giờ còn đỡ được mà. Đi nè. Tại đi á, mình đỡ được, con yếu mà lại không. Bây giờ mình được cái mẻ này cả nhà. Để xác bây giờ, để xác ăn thôi. Xác này có xạo á. Xạo cho nó khô, cho nó khét luôn á, thơm. Thơm. Còn mà nấu này là ông phải đừng có để cái xác vô ngán ghê. Đổ cái nó vô thì. Nấu cái nước kia đó là nấu cái này. Nấu cái nước vô. Nấu cái này không? Nấu cái này không? Nấu cái xỉu luôn không vậy? Dùng với mình nha, chín cho cả nhà ơi. Uống lon đi. Mày ớt nó mẻ. Này lâm đu của vườn rồi. Lon quá, quá đắm, quá 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 rồi. Nhấp nhấp chơi. Thôi. Cái gì? Thôi được hết cả nhà. Nhậu cái tính rồi đi. Mình khói ăn mấy cái đầu à. Đầu nha. Đầu ngon. Cũng đồ đùi không vậy ta? Sao lửa hoài không? Kiếm cái đầu. Đầu phim không lửa hoài không? Kiếm cái đầu không có đầu. Đậu bọng gì đút đổ vô là quất đi chứ. Rồi mời cả nhà nha. Mời. Ớt nấu mẻ nha cả nhà. Ok. Mày gần như bún tới chị. Tới. Ngon quá cả nhà. Hôm qua đi nắm cứ. Cứ sao ăn là cái này. Ăn không được chứ. Cứ hồi về đói bụng. Nắm cứ không ổn hả? Ừ. Vậy bằng gì? Đi xe. Xe đỏ hả? Đỏ. Bao xe ha? Bạn chở. Tấn chạy hả vậy? Bạn Tấn chạy qua cửa mình đi rồi. Đi làm ta. Quá ngon quá. Cái hôm qua đi muốn chở rồi. Cũng đi rồi. Này. Mình đã phải chặt chú Hồng ngon. Nói gì? Không mà chú này cũng ngon rồi. Hơi chắc thôi. Không gì đâu, hơi chắc chắc. Chua gì mà ừ. Ở vô bạn ơi. Vô. Mời. Mời cả nhà ha. Mời các anh em chiến hữu. Mời bạn lưng nha. Các bạn ghiền quá. Được.
Cái lõi ngon ha. Bắp chuối ngon. Đó rồi. Ngon hơn cái lẩu của mấy bạn lắm. Đúng rồi. Mời cả nhà nha, ăn cái đùi ếch cái coi. Ngọt. Dài ha. Dài. Mình như nào ăn với quà cũng được á. Cứ giờ đã giới hạn chứ ăn được gì đâu. Mà sao không có sợ gì. Trời ơi, đi đám cưới ăn được gì không ơi. Đi đám cưới là ăn chỉ cái món đồ nguội, cái nhậu món đồ nguội rồi là cái thấy là muốn gọi rồi đó. Mấy người qua không dám mà uống bia đó, uống đế rồi mà ăn cũng được. Vô làm chứ cái hơi chứ. Một hơi người ra, hai người nhóc. Nhà nhà bạn nó nấu nồi cháo gà, nó hấp được mấy đỡ. Hôm hôm thì đang lại trung tâm nhân quá. Nhậu cháo gà, nhậu uống đế tôi đâu uống đâu. Tập bún cả nhà ơi, đội lắm rồi. Từ sáng giờ. Đấy còn cả nhà. Không. Cái bếp Mỹ nãy không uống thì đâu có ngâm hết luôn đâu. Đang nói chỉ tập rồi. Đâu. Giờ sáng nay đem đồ gì nhóc hết trơn á, kêu nhà ăn. Thôi ăn đi. Cầm à. Sáng rồi là đám qua đồ đám. Ăn cụ cụ á. Đồ đám họ ngán lắm ông ơi. Như mình ăn thấy đồng ý là nó mắc thiệt, nhưng mà khi mà cụ đem về cái mình làm như mình gặp hết dội á. Rồi ăn thí thí bà sao cho chú đừng để chín quá đụng như vậy nè là dứt nè giòn cả nhà rồi. Ngọt đậu đéo không có đậu con đậu với nó nhóc đó thật không sao chứ ăn thường hay cái hay cái ấy hay cái đùi ăn cái nhà đậu ếch đã kìa sướng à. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Cả nhà xem thấy hay nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh nha cả nhà. Bye. Chào cả nhà.